Thứ nhất là cái việc về nhân lực trong cái khu công nghiệp, khu kinh tế thì trước nay nó đất nước chúng ta cũng đã có nhiều bất cập, nhưng trong cái trận đại dịch vừa rồi thì nó lộ ra quá nhiều bất cập và chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải có những cái biện pháp và giải pháp để thay thế. Xét ở một cái góc độ lấy người lao động, lấy người nhân lực trong lao động làm trung tâm thì chúng tôi cho rằng nó có các cái yếu tố sau ảnh hưởng đến cái việc này. Việc thứ nhất đó là nó với các chính sách của nhà nước gồm các luật, nghị định, thông tư. Cái thứ hai nữa là các cái bộ chuyên ngành như Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, Bộ Tổng Liên đoàn. Cái thứ ba nữa là các cái cơ quan nhà nước, tức là ở đây là Ủy ban tỉnh, Ủy ban huyện. Cái thứ bốn nữa là chủ đầu tư các khu công nghiệp, Năm nó là các cái nhà máy. Sáu nữa là ABCDS, các cái việc khác có thể đến nhà ở, vui chơi giải trí. Thì trước đến nay thì cái chính sách của chúng ta ở đây là theo chúng tôi được hiểu là mỗi một nơi làm theo một kiểu, mỗi một cái cấu thành lên đấy đang vận hành theo một mô thức khác nhau. Vì vậy là cái người lao động là không, tức là không được hỗ trợ nhiều hoặc là nó bị lệch lạc trong cái việc mối liên kết. Thì để mà giải quyết được cái bài toán này thì hiện nay cái việc công nghệ nó đã phát triển đến một mức rất chi là cao. Chúng tôi nghĩ rằng là có thể chỉ cần, không cần phải nói là cao siêu quá về công nghệ 4.0, nhưng bây giờ chỉ cần đưa ra một cái giải pháp công nghệ 4.0 nào đó. Để ví dụ như bây giờ một cái khu công nghiệp của chỗ chị Phương, chị chuẩn bị đang đầu tư khu công nghiệp, thì ví dụ đơn giản nói về lực lượng lao động thôi, là một cái nhà máy sắp tới có một cái nhà máy vào khoảng 5H, 10H cần khoảng độ 5.000 công nhân hay là 10.000 công nhân những ngành nghề này, thì chỉ cần một cái tín hiệu như vậy thì với giải pháp công nghệ thì các cái trường cao đẳng, trường nghề hoặc các cái cơ quan nhà nước có liên quan có công tác chuẩn bị ở đây là à đấy, sắp tới khoảng 1 năm nữa chỗ chị Phương có cái ngành nghề như vậy, thì cái việc đào tạo hoặc là việc kết nối giữa trường học với các cái nhà máy nó rất chi đơn giản với chủ đầu tư khu công nghiệp. Thì vấn đề này thì tôi cho rằng là tất cả ví dụ như chỗ chị Hương vừa đề cập thì tôi rằng nếu không sử dụng công nghệ thì chúng ta cho rằng là mỗi một cái bộ ban ngành các thứ nó sẽ đi theo một cái bài toán, và bài toán ở đây là lấy lực lượng làm lao động làm trung tâm, lấy chủ đầu tư khu công nghiệp làm đại bản doanh để có thông tin, và tất cả các cái đó là vận hành theo cái hình thức này. Tôi cho rằng nếu làm được như vậy thì cái bài toán xử lý về lấy người lao động là nó sẽ được tốt. Cái thứ hai về vấn đề nhà ở cho người lao động, trong cái đại dịch vừa rồi như chúng ta biết đấy, thì cái việc mà nhà ở đã có rất vấn đề xảy ra. Thì theo tôi được biết thì Thủ tướng Chính phủ có cái quyết định về thành lập các thiết chế công đoàn, trong các cái thiết chế công đoàn này thì có xây dựng nhà ở rồi xây dựng các cái công trình văn hóa xã hội, nhưng cái việc triển khai này đến nay thì nó vẫn chưa được nhiều. Để giải quyết cái bài toán, tôi cho rằng là cái việc an cư thì lạc nghiệp, mà để giải quyết bài toán này thì việc đầu tiên là bây giờ là phải xây dựng ra, ngoài cái tổng liên đoàn phải xây dựng ra chính sách. Chính sách ở đây là đầu tiên nó có thể là phải đưa vào luật hoặc vào nghị định gì đó. Và ví dụ như với những cái khu công nghiệp mà đã triển khai rồi mà không có đất thì phải có cái giải pháp nào đấy, mà bây giờ phải tỉnh phải cấp đất ra và lấy cái đất đấy có thể cấp cho chủ đầu tư các khu công nghiệp hay hay là các doanh nghiệp. Thế còn đối với các khu công nghiệp mà đang to mà có thể chưa thu hút đầu tư hết, tôi nghĩ rằng mà khu đó mà nhân được không ấy thì có thể phải điều chỉnh lại cái đất trong khu công nghiệp hay cái đất gì đó để biến thành nhà ở. Còn với những cái khu công nghiệp mới mà đang được quy hoạch thì tôi cho rằng là điều kiện tiên quyết, trừ trường hợp là khu kinh tế có thể quy hoạch chung, còn với khu nghiệp mới điều kiện tiên quyết là phải có nhà ở. Và cái trách nhiệm xây dựng nhà ở thì tôi cho rằng ngoài chính sách của tỉnh, của nhà nước thì cần phải có chính sách đi vào ràng buộc của chủ đầu tư các khu công nghiệp cũng như của các cái nhà máy trong các khu công nghiệp. Không thể một cái nhà máy sử dụng đến 5.000 công nhân, 3.000 công nhân mà không có trách nhiệm gì với cho người lao động. Bây giờ ví dụ như dịch xảy ra như các anh chị biết, bây giờ cho ở hết vào nhà xe vào này nọ, mà làm như thế làm sao mà đảm bảo an toàn dịch được? Và đất nước chúng ta không ai khẳng định rằng hết đợt dịch Covid này có dịch hay không. Và cái việc tiếp theo nữa là chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng cái nhà ở trong cái thời đại hiện nay thì có thể là cần phải có những cái kiểu xây mới. Cái xây đó là chúng ta có thể đưa ra cái tiêu chuẩn kỹ thuật nào đấy, mà giả sử như trong một vài năm tới hay lúc nào đó thế giới có dịch, chúng ta vẫn phải có giải pháp ngăn được dịch với nhà ở công nhân, chứ không thể là bây giờ phong tỏa cả tòa nhà được, mà phải có cái giải pháp này thì có thể có các nhà nghiên cứu sâu, các chuyên môn sâu giải quyết được việc này. Thì chúng ta làm được này thì chúng ta khi gặp những trận đại dịch mới thì chúng ta có thể chia từng ngăn từng nhỏ và bố trí như nào, có thể từng xưởng một hình hay là từng một nhà máy một hình, để chúng ta ngăn chặn ngăn cách ngay cái việc dịch nếu nó xảy ra và chúng ta vẫn đi vào hoạt động được. Đấy, thì em xin hết ạ, sơ bộ ạ.